thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, huyện Ngọc Hồi đã tích cực ra soát, kiểm tra thực tế, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện quy trình thủ tục tham gia đăng ký đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp năm 2023. đến nay đã có 10 ý tưởng sản phẩm của 9 chủ thể đăng ký tham gia chương trình ô cốp năm 2023. để nâng cao hiệu quả chương trình ô cốp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ các địa phương ra soát đánh giá lựa chọn sản phẩm nổi trội thực sự có thế mạnh đăng ký tham gia đồng thời tập trung triển khai các thủ tục theo đúng quy định cho các sản phẩm tham gia ô cốp từ năm 2020 đến nay, huyện có 11 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm cấp tỉnh và được Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá phân hạng cấp giấy chứng nhận ô cốp 3 sao. Huyện phấn đấu đến hết năm 2023 có thêm 3 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm cấp tỉnh và 6 sản phẩm năm 2020 đề nghị đánh giá lại theo quy định